Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, lìa các hí luận và bất khả đắc, thì nhờ những đạo gì mà Đại Bồ Tát chứng đắc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đó là đạo Thanh Văn Độc Giác hay đạo Như Lai? Phật bảo: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát không nhờ đạo Thanh Văn, không nhờ đạo Độc Giác, không nhờ đạo Như Lai được vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nhưng sau khi đã học đầy đủ các đạo, nhờ đạo Bồ Tát, vị ấy được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Giống như Bồ Tát ở địa vị thứ 8 trước tiên phải học các đạo, sau nhờ đạo của mình nên được nhập vào chánh tánh ly sanh của thừa mình, cho đến khi chưa viên mãn đạo quả thì vị ấy chưa thể chứng đắc quả cao nhất của thừa mình. Cũng vậy, các Đại Bồ Tát trước tiên phải học viên mãn tất cả các đạo, sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến khi chưa phát sanh định kim cương dụ thì vẫn chưa thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu phát sanh định này với huy bát nhã tương ưng trong một sát na mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Nếu trước tiên Đại Bồ Tát đã học đầy đủ tất cả các đạo, sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, bạch Thế Tôn, há chẳng phải các hướng và quả của đệ bát dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán Độc Giác Như Lai mỗi đạo ấy đều khác nhau sao? Bạch Thế Tôn: Nếu các đạo đã khác nhau như vậy thì vì sao trước tiên Đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả các đạo, sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nghĩa là các Đại Bồ Tát phải phát khởi đạo đệ bát mới thành đệ bát, hoặc phát khởi đạo cụ kiến mới thành dự lưu, phát khởi đạo tiến tu mới thành Nhất Lai Bất Hoàn, phát khởi đạo vô học mới thành A-La-Hán, phát khởi đạo độc giác mới thành độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tiểu đệ bát rồi mới có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì không có lý. Không nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng thật phi lý. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào đã thành tiểu dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán Độc Giác rồi mà có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì thật vô lý. Không nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng thật là phi lý. Bạch Thế Tôn, làm sao để con biết rõ như thật các Đại Bồ Tát phải học đầy đủ tất cả các đạo rồi mới có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà không trái lý? Phật bảo: Thiện hiện, đúng vậy, như lời ông nói. Đại Bồ Tát nào sau khi thành tựu đệ bát rồi, nói rộng cho đến thành tựu độc giác mà có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì thật phi lý. Không nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng thật phi lý. Cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì tại sao trước tiên các Đại Bồ Tát phải học đầy đủ các đạo, sau đó nhờ đạo mình mới được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Sau khi nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, vị ấy tuần tự chứng đắc trí nhất thiết trí, vĩnh viễn đoạn trừ sự tương tổ của tất cả tập khí phiền não. Phật bảo: Thiện hiện, từ lúc mới phát tâm, các Đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu hành 6 ba la mật đa, dùng trí tuệ thủ thắng vượt qua 8 địa là tịnh quán địa cho đến độc giác địa. Tuy tu tất cả 8 địa vừa kể, nhưng vị ấy dùng trí tuệ thù thắng để vượt qua, nhờ đạo tướng trí vị ấy được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Sau khi đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tuần tự lại nhờ trí nhất thiết trí tướng, vị ấy chứng đắc hoàn toàn trí nhất thiết trí, đoạn trừ vĩnh viễn sự nối tiếp của tất cả tập khí. Thiện hiện, ông nên biết, trí của đệ bát tức là nhẫn của Đại Bồ Tát, trí hoặc đoạn của dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán và độc giác cũng là nhẫn của Đại Bồ Tát. Như vậy này thiện hiện, các Đại Bồ Tát trước hết phải học đầy đủ tất cả các đạo, sau đó nhờ đạo của mình mới được nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Sau khi đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vị ấy tuần tự chứng đắc trí nhất thiết trí. Sau khi đã chứng đắc trí nhất thiết trí, vị ấy mới đem kết quả đó làm lợi ích cho tất cả hữu tình.
Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như đã nói, các đại Bồ Tát nên học để biết tướng của tất cả đạo, như là đạo Thanh Văn, hoặc đạo Độc Giác, hoặc đạo Bồ Tát, hoặc đạo Như Lai. Trí biết tất cả loại tướng của những đạo này gọi là đạo tướng trí. Các đại Bồ Tát làm cách nào để phát sanh đạo tướng trí này? Phật bảo: Thiện hiện, các hành trạng tướng có thể hiển bày đạo tướng trí là đối với tất cả các hành trạng tướng như vậy, các đại Bồ Tát đều hiện chứng đẳng giác. Sau khi đã hiện chứng đẳng giác, họ như thật giảng nói khai thị tạo dựng kiến lập cho người khác, làm cho các hữu tình được hiểu biết không điên đảo và tùy ý đạt được những lợi ích mà mình mong cầu. Đối với tất cả âm thanh ngôn ngữ, đại Bồ Tát này đều được pháp môn Đà La Ni thiện xảo. Nhờ pháp môn Đà La Ni thiện xảo này, vị ấy phát sanh đủ loại âm thanh ngôn ngữ, giảng nói chánh pháp cho hết thảy các loài hữu tình khắp 3.000 đại thiên thế giới, làm cho họ biết âm thanh được nghe đều như tiếng vang. Do đó tuy có hiểu, nhưng họ không chấp trước. Thiện hiện, do nhân duyên này, các đại Bồ Tát nên học viên mãn các đạo tướng trí. Sau khi đã học viên mãn đạo tướng trí, vị ấy biết như thật về các loại ý thích và tùy biên khác nhau của tất cả các loại hữu tình. Hãy làm lợi ích an lạc theo ý thích của họ, nghĩa là biết như thật ý thích tùy biên của các hữu tình ở địa ngục và nhân quả của nó. Biết rồi tìm cách ngăn lấp đường đó, cũng biết như thật về ý thích tùy miên của các hữu tình thuộc bàng sanh và nhân quả của nó. Biết rồi tìm cách ngăn lấp đường đó, cũng biết như thật về ý thích tùy miên của các hữu tình thuộc cõi quỷ và nhân quả của nó. Biết rồi tìm cách ngăn lấp đường ấy, cũng biết như thật về ý thích tùy miên của rồng, dạ xoa, Atula và nhân quả của nó. Biết rồi tìm cách ngăn lấp đường ấy, cũng biết như thật về ý thích tùy miên của người và chư thiên cõi dục và nhân quả của họ. Biết rồi tìm cách ngăn che đường ấy, cũng biết như thật về ý thích tùy miên của trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh và nhân quả của họ. Biết rồi tìm cách ngăn che đường ấy, cũng biết như thật về ý thích tùy miên của trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ và nhân quả của họ. Biết rồi tìm cách ngăn che đường ấy, cũng biết như thật về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về ba pháp môn giải thoát và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về thánh đế khổ tập diệt đạo và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về tịnh quán địa cho đến như lai địa và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về cực hỷ địa cho đến pháp vân địa và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma địa và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về năm loại mắt, sáu phép thần thông và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về 10 lược Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả và nhân quả của nó. Cũng biết như thật về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và nhân quả của nó. Thiện hiện, sau khi biết như thật các đạo thanh văn vân vân và nhân quả của nó rồi, tùy theo căn của họ, các đại Bồ Tát giúp các hữu tình đứng vững nơi đạo ba thừa, làm cho họ siêng năng tu học, đạt được cứu cánh. Thiện hiện, các đại Bồ Tát nên phát sanh các đạo tướng trí như vậy. Đại Bồ Tát nào có thể học các đạo tướng trí này thì có thể biết được các loại giới tánh, ý thích và tùy nguyên của các hữu tình. Sau khi đã biết, vị ấy tùy theo căn cơ mà giảng nói chánh pháp, giúp cho họ đạt được quả báo thù thắng mà họ mong cầu, quyết không bị tổn thất. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này hoàn toàn thông đạt căn cơ hơn kém của hữu tình.
hiểu rõ như thật tâm sở sai biệt và sự qua lại sanh tử của các hữu tình, nên pháp họ nói ra không làm tổn hại hữu tình. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên thực hành các đạo Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Vì sao? Vì tất cả pháp Bồ Đề Phần và đạo Thanh Văn Độc Giác mà Bồ Tát học đều lệ thuộc vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Tất cả Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát học pháp này đều đạt được cứu cánh. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp Bồ Đề Phần cho đến Bồ Đề, tất cả pháp như vậy chẳng hợp chẳng tan, vô sắc vô kiến vô đối, một tướng được gọi là vô tướng, thì vì sao pháp Bồ Đề Phần như vậy có thể nắm giữ Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, tất cả chẳng hợp chẳng tan, vô sắc vô kiến vô đối, một tướng được gọi là vô tướng, chẳng có thủ có xả đối với pháp pháp, giống như hư không, không thủ không xả đối với tất cả pháp, vì có tự tánh là không. Cũng vậy, các pháp đều có tự tánh là không, nên không có thủ xả đối với pháp khác, thì vì sao nói pháp Bồ Đề Phần như bốn niệm trụ vân vân có thể nắm giữ Bồ Đề? Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, như lời ông nói, do tự tánh của tất cả các pháp đều là không, không thủ không xả, nhưng các hữu tình không thể hiểu rằng tự tánh của tất cả pháp là không. Vì vậy, để làm lợi ích cho họ, ta phương tiện giảng rằng pháp Bồ Đề Phần có thể nắm bắt Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, hoặc nơi có sắc thọ tưởng hành thức, hoặc nhãn xứ cho đến pháp xứ, hoặc sắc xứ cho đến pháp xứ, hoặc nhãn giới cho đến ý giới, hoặc sắc giới cho đến pháp giới, hoặc nhãn thức giới cho đến ý thức giới, hoặc nhãn xúc cho đến ý xúc, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc địa giới cho đến thức giới, hoặc nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, hoặc vô minh cho đến lão tử, hoặc bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc ba pháp môn giải thoát, hoặc tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, hoặc tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, hoặc đoạn trừ sự tương tục của tập khí phiền não, hoặc trí nhất thiết trí, tất cả những pháp này đều ở trong thánh pháp và luật, chẳng hợp chẳng tan, vô sắc vô kiến vô đối, một tướng được gọi là vô tướng, để làm lợi ích các loài hữu tình, giúp họ hiểu đúng và nhập vào thật tướng của pháp, nên Như Lai dựa vào thế tục để giảng, không dựa vào thắng nghĩa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên học để hiểu biết tất cả pháp như vậy. Sau khi học và hiểu biết rồi, vị ấy thông suốt như thật là các pháp như vậy đáng phải thọ dụng, các pháp như vậy không nên thọ dụng. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Các đại Bồ Tát, phải học và hiểu những pháp gì mới có thể thông suốt như thật pháp không nên thọ dụng, phải học và hiểu biết những pháp gì để thông suốt như thật pháp nên thọ dụng. Phật bảo thiện hiện: Các đại Bồ Tát phải học và hiểu biết pháp thanh văn và độc giác, rồi mới thông suốt như thật, không nên thọ dụng, phải học và hiểu biết tất cả pháp tương ưng với trí nhất thiết trí, mới có thể thông suốt như thật tất cả các loại tướng, nên thọ dụng. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, ở trong thánh pháp và luật này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài đã nói thánh pháp và luật. Thánh pháp và luật ấy vì sao được gọi là thánh pháp và luật? Phật bảo thiện hiện: Hoặc các thanh văn, hoặc các độc giác, hoặc các Bồ Tát, hoặc chư vị Như Lai chẳng hợp chẳng tan. Đối với tham sân si chẳng hợp chẳng tan. Đối với ngũ thuận hạ phần kiết sử chẳng hợp chẳng tan. Đối với ngũ thuận thượng phần kiết sử chẳng hợp chẳng tan. Đối với ngũ bốn tịnh lự,
bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng hợp chẳng tan. Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng hợp chẳng tan. Đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng hợp chẳng tan. Đối với ba pháp môn giải thoát, chẳng hợp chẳng tan. Đối với tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng hợp chẳng tan. Đối với tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, chẳng hợp chẳng tan. Đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng hợp chẳng tan. Đối với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng hợp chẳng tan. Đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, chẳng hợp chẳng tan. Đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng hợp chẳng tan. Đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, chẳng hợp chẳng tan. Đối với mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng hợp chẳng tan. Đối với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng hợp chẳng tan. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng hợp chẳng tan. Đối với quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, chẳng hợp chẳng tan. Đối với tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, chẳng hợp chẳng tan. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chẳng hợp chẳng tan. Đối với việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tất cả tập khí phiền não, chẳng hợp chẳng tan. Đối với trí nhất thiết trí, chẳng hợp chẳng tan. Đối với cảnh giới hữu vi, chẳng hợp chẳng tan. Đối với cảnh giới vô vi, chẳng hợp chẳng tan. Thiện hiện kia gọi là bậc thánh, đây là pháp và luật của bậc thánh ấy, vì vậy gọi là thánh pháp và luật. Vì sao? Đó là tất cả pháp vô sắc, vô kiến, vô đối, một tướng được gọi là vô tướng. Các vị thánh kia đang thấy như thật pháp ấy. Thiện hiện nên biết pháp vô sắc chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp vô sắc, pháp vô kiến chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp vô kiến, pháp vô đối chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp vô đối, pháp một tướng chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp một tướng, pháp vô tướng chẳng hợp chẳng tan. Đối với pháp vô tướng. Thiện hiện, các đại Bồ Tát thường nên tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, vô sắc, vô kiến, vô đối, một tướng, vô tướng này. Học rồi không nắm bắt tướng tất cả các pháp. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, lẽ nào các đại Bồ Tát không nên học tướng của sắc cho đến tướng của thức? Lẽ nào không nên học tướng của nhãn xứ cho đến tướng của ý xứ? Lẽ nào không nên học tướng của sắc xứ cho đến tướng của pháp xứ? Lẽ nào không nên học tướng của nhãn giới cho đến tướng của ý giới? Lẽ nào không nên học tướng của sắc giới cho đến tướng của pháp giới? Lẽ nào không nên học tướng của nhãn thức giới cho đến tướng của ý thức giới? Lẽ nào không nên học tướng của nhãn xúc cho đến tướng của ý xúc? Lẽ nào không nên học tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Lẽ nào không nên học tướng của địa giới cho đến tướng của thức giới? Lẽ nào không nên học tướng của nhân duyên cho đến tướng của tăng thượng duyên? Lẽ nào không nên học tướng của vô minh cho đến tướng của lão tử? Lẽ nào không nên học tướng của bố thí ba la mật đa cho đến tướng của bát nhã ba la mật đa? Lẽ nào không nên học tướng của pháp nội không cho đến tướng của pháp vô tính tự tính không? Lẽ nào không nên học tướng của chân như cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghì? Lẽ nào không nên học tướng của thánh đế khổ tập diệt đạo? Lẽ nào không nên học tướng của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Lẽ nào không nên học tướng của bốn niệm trụ cho đến tướng của tám chi thánh đạo? Lẽ nào không nên học tướng của tám giải thoát cho đến tướng của mười biến xứ? Lẽ nào không nên học tướng của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện? Lẽ nào không nên học tướng của tịnh quán địa cho đến tướng của Như Lai địa? Lẽ nào không nên học tướng của cực hỷ địa cho đến tướng của pháp vân địa? Lẽ nào không nên học tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa? Lẽ nào không nên học tướng của năm loại mắt, sáu phép thần thông? Lẽ nào không nên học tướng của mười lực Như Lai cho đến tướng của 18 pháp Phật bất cộng? Lẽ nào không nên học tướng của 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ? Lẽ nào không nên học tướng của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Lẽ nào không nên học tướng của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?
Lẽ nào không nên học tướng của Quả Dự Lưu cho đến tướng của Độc Giác Bồ Đề? Lẽ nào không nên học tướng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật? Lẽ nào không nên học tướng của việc đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não và tướng của trí nhất thiết trí? Lẽ nào không nên học tướng của việc biết khổ, dứt trừ nguyên nhân của khổ, chứng đắc niết bàn và tu đạo? Lẽ nào không nên học tướng của việc quán duyên khởi theo chiều thuận nghịch? Lẽ nào không nên học tướng thánh pháp của tất cả bậc thánh? Lẽ nào không nên học tướng của cảnh giới hữu vi và cảnh giới vô vi? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không học các pháp tướng và các hành tướng thì làm sao có thể vượt qua địa vị của tất cả thanh văn độc giác? Nếu không thể vượt qua địa vị của tất cả thanh văn độc giác thì làm sao có thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nếu không thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì làm sao có thể chứng đắc trí nhất thiết trí? Nếu không thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì làm sao có thể chuyển pháp luân vi diệu? Nếu không thể chuyển pháp luân vi diệu thì làm sao có thể dùng chánh pháp ba thừa để an lập hữu tình giúp họ vượt qua biển khổ sanh tử không bờ mé? Phật bảo: Thiện hiện, nếu tất cả các pháp có thật tướng thì các đại Bồ Tát nên học các pháp đó. Do tất cả các pháp không có thật tướng nên các đại Bồ Tát không học tướng của nó cũng không học pháp vô tướng. Vì sao? Vì dù Phật có xuất thế hay không xuất thế thì pháp giới là thường trụ và các pháp chỉ có một tướng là vô tướng. Vô tướng này chẳng có tướng cũng chẳng không có tướng, cho nên không thể học. Bấy giờ cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp đều chẳng có tướng cũng chẳng không thì làm sao Đại Bồ Tát có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào không thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Nếu không thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác thì không thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu không thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì không thể phát sanh vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Nếu